Sáng nay, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 năm 2024 Cúp Biwase tiếp diễn chặng thi đấu thứ 5. Đua 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với cự ly 50 km. Đây là chặng đua ngắn nên ngay sau khi xuất phát, các vận động viên của các đội đã tích cực tấn công nhằm tách tốp ra đi để giành hai điểm thưởng ở vòng 3 và vòng 6 cũng như kết thúc chặng. Đặc biệt ở điểm thưởng thứ nhất khi kết thúc vòng thi đấu thứ 3, với sự xuất sắc của mình, tay đua Jutatip Manifan của đội tuyển Thái Lan đã rút thắng trước Thạch Thị Ngọc Thảo của xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Liu San Jin của câu lạc bộ trường trung học Raja Đài Loan, Trung Quốc để giành 5 điểm thưởng đầu tiên của chặng 5. Trong khi đó, ở điểm thưởng thứ khi kết thúc vòng thứ 6, tay đua Makhabab của tuyển Kazakhstan đã giành 5 điểm thưởng khi về nhất. Ở vòng thi đấu thứ 10 cũng là vòng thi đấu kết thúc chặng thi đấu thứ 5, với sự xuất sắc của mình, tay đua Chaniphot Patria của tuyển Thái Lan đã rút thắng về nhất chặng 5 sau 1 giờ 11 phút 54 giây với tốc độ trung bình 41,725 km/h. Trong khi đó, về nhì chặng là Makhabat của tuyển Kazakhstan, về ba là Sufinazam của tuyển Malaysia. Hôm nay thật là tuyệt vời. Đội tuyển Thái Lan đã thi đấu rất tốt và hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Tôi đã mang về thêm cho đội của tôi một chiến thắng chặng. Tôi cảm ơn tất cả. Đặc biệt, đội tuyển Thái Lan đã làm đầu máy kéo từ vòng 9 và đưa tay đua Jutatip Manifan vượt lên, rút thắng tốp đông để giành hạng tư với 8 điểm thưởng. Qua đó, vươn lên dẫn đầu luôn ở giải áo xanh với 43 điểm, hơn tay đua Natalia Folova 1 điểm trong bảng tổng sắp. Kết thúc chặng 5 với việc về đích trong tốp đông, tay đua Natalia Folova của tuyển Biwase Bình Dương vẫn tiếp tục tạm thời giữ áo vàng với tổng thời gian 14 giờ 6 phút 51 giây. Tay đua Lâm Thị Thùy Dương của thành phố Hồ Chí Minh, Vinama, vẫn giữ danh hiệu áo trắng, trong khi Nguyễn Thị Thu Mai tiếp tục mặc áo cam dành cho vận động viên Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất sau chặng 5. Ở giải đồng đội, đội tuyển Biwase Bình Dương vẫn tạm thời đang đứng đầu giải sau chặng 5 với tổng thành tích 42 giờ 43 phút 59 giây. Hạng nhì đội tập đoàn Lộc Trời và hạng 3 đội tuyển Thái Lan. Sáng ngày mai, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 14 năm 2024 Cúp Biwase tiếp tục thi đấu chặng 6 có lộ trình xuất phát từ Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận về đích tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận với cự ly 130 km. Đây là chặng đua mà tay đua phải chinh phục 3 ngọn đèo, đó là đèo Vĩnh Hy 1, Vĩnh Hy 2, Vĩnh Hy 3 để xác định danh hiệu áo chấm đỏ của mùa giải năm nay. Đây chắc chắn sẽ là cuộc tranh chấp giữa tay đua Natalia Folova của tuyển Biwase Bình Dương khi đang có 45 điểm thưởng dẫn đầu điểm áo chấm đỏ và tay đua đang xếp hạng nhì là Yurina Konoshita của câu lạc bộ Zebra Nhật Bản khi đang có 4 điểm thưởng áo chấm đỏ. Chặng đua ngày mai là chặng đua cuối cùng mà chúng ta có đèo và chúng ta cũng sẽ có 3 ngọn đèo. Và thời điểm này chúng ta biết là khoảng cách giữa người dẫn đầu với người thứ hai đang chỉ là 5 điểm ở đèo. Và chắc chắn ngày mai thì vận động viên của Nhật Bản sẽ phải nỗ lực hết mình nếu muốn có thể là lấy lại được chiếc áo đỏ của mình. Nhưng tôi nghĩ là vào thời điểm này thì ekip của Bình Dương đang có lợi thế nhiều hơn. Họ trong top 3 vận động viên có thể cạnh tranh danh hiệu nữ hoàng leo núi, họ có 2 vận động viên, đặc biệt là người đang giữ áo vàng. Và theo những gì mà chúng tôi quan sát thì vận động viên hiện tại đang giữ áo vàng của Bình Dương cũng là người có khả năng leo đèo tốt. Và ngày mai với chiến thuật hợp lý thì tôi nghĩ là rất khó cho đội Nhật Bản. Thứ 6 là cái đèo chặng cuối của cái những ngọn đèo. Cho nên là hầu như là các vận động viên của đội Biwase Bình Dương thì vận động viên người ta được đánh giá về cái vận động viên người Nga thì đánh giá rất là mạnh về cái đường đèo thì hầu như là người ta thể hiện cho cái chặng thứ 6 đó là các vận động viên sẽ rất là leo đèo rất là tốt và hầu như là vận động viên của Nga đó và Biwase thì sẽ hiếu khẳng định là sẽ là vận động viên nó sẽ giữ chiếc áo vàng thì có khả năng là chiếc áo đỏ có thay đổi về cho vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh của Biwase Bình Dương.